Xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giả lập GBA trên iOS. Thì như nhiều bạn inbox cho mình bảo là Android có, tại sao iOS có? Thực ra iOS có nhưng mà nó không mượt bằng thôi. Nhưng mà mình thấy cái trò GBA for iOS này thì nó cực kỳ mượt luôn. Đấy, nhà phát hành nó mới làm ra được khá là ngon. Đây, chúng ta đã vào được phần màn hình giao diện của nó. Khá là giản, có cái phần loát mấy cái trò chơi mình đã có sẵn đây. Và cái trong phần này là phần tùy chỉnh. Cái phần này thì có cái độ này là độ để làm mờ hay nhạt cái phần bảng điều khiển, hay là cái phần skin cho nó đẹp, hay là auto set, các chức năng thôi. Mình sẽ vào chơi một trò đấy, ví dụ như Pokemon chẳng hạn đấy. Và khi mà tham gia vào trò chơi thì các bạn có thể thấy được màn hình của chúng ta ở đây, và khá là quen thuộc thôi. Đấy, mình đang chơi phiên bản này. Đấy, đây là phần save game của mình, và mình sẽ có phần load game, save game ngay ở đây. Đây, đây, hiện tại thì mình đang bị kẹt chỗ này, không biết chơi tiếp nào. Bạn nào giỏi Pokemon thì có thể chỉ đạo và hướng dẫn. Ngoài ra trong này các bạn có thể có các chức năng như sau. Có cái này là để tăng tốc, các bạn chơi mấy cái game kiểu Pokemon này cần tiết kiệm thời gian cho tăng lên, chạy cho nó đỡ sốt ruột. Hay là có phần save game, load game. Có phần cheat này thì cũng như các game GBA khác thì nó có thể hack được. Hiện tại thì mình cũng hack một số thứ để chơi cho nó nhanh. Đấy, ngoài ra còn thêm một số nút tùy chọn thêm đấy, game Pokemon đấy, sẽ tham gia một trận đánh. Game này thì mình thấy nó nhà phát hành này giả lập GBA khá là tốt, nhìn đồ họa cũng đẹp và quan trọng là mượt đối với iOS. Đấy, hay đấy. Rồi, mình sẽ sau game list sẽ chơi trò Dragon Ball ngày xưa nghiện trò này vãi, lâu lắm rồi được chơi. Rồi chúng ta sẽ tham gia làm vào các trận đánh kiểu game đi bàn. Đấy, các bạn có thể thấy hiện tại thì mình thấy ít có game nào mà kiểu nhập vai mà nó hay như ngày xưa ấy, như này. Đồ họa nó vẫn đẹp, nhìn vẫn thích. Đấy, mình vẫn rất là thích thú cái đồ họa này, ngon đấy. À, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể giả lập được cái game này. Đầu tiên các bạn có thể, đối với các bạn máy đã direct thì các bạn sẽ lên gõ tìm GBA for iOS. Đấy, bạn có thể search, nó sẽ lên ngay đầu thôi, các bạn sẽ ấn vào. Và đối với các máy đã jailbreak thì cái việc mà cài đặt cái các ứng dụng có sẵn trên web là khá là đơn giản. Các bạn khi vào thành download thì các bạn có thể lên download đây, bạn vào thì nó sẽ tự hiện lên cái màn hình cài đặt cho chúng ta lên đây. Đấy, nó sẽ cài đặt vào. Còn cái phần mà để các bạn tải các ROM là các cái bàn chơi ấy, thì các bạn cũng lên tìm ví dụ Pokemon GBA. Đấy, thì các bạn cũng ấn, nó cũng sẽ hiện lên thường là các kết quả ở đầu. Đấy, thì cái trang này là trang Cool ROM, thì ở trong cái trang này nó có khá là nhiều game GBA mà các bạn thích, các bạn có thể ấn vào download. Thì sau khi mà download được thì nó sẽ có open in GBA, thì các bạn kích vào thì nó sẽ nhét thẳng vào game luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể nhét ROM qua phần mềm thứ ba trên máy tính như kiểu iTunes. Và bài hướng dẫn game GBA của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì khi tham gia là